Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy xóa sông Wacom Razr. Tuy nhiên, trước khi hướng dẫn bạn sử dụng máy Wacom Razr thì mình sẽ chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho một ca xóa sâm chân mày. Đầu tiên, vật dụng không thể thiếu đó chính là kim tê. Tiếp theo là lược chổi lông mày, bao tay, gel lạnh, cạc quang hoạt tính, và cuối cùng là khăn khô để vệ sinh. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm nước mát cũng như cách thay nước làm mát cho máy Wacom Razr. Đây là một trong những công đoạn quan trọng để máy Wacom Razr hoạt động hiệu quả cũng như bảo vệ tuổi thọ của tay cầm laser. Khi chăm nước, các bạn sẽ mở giúp mình hai van trên. Đây là van chăm nước, còn đây là van tràn. Khi nước sẽ được chăm từ van trên và khi nước đầy thì nước sẽ từ van tràn chảy ra. Lúc đó chúng ta sẽ ngừng chăm nước. Và khi thay nước, xả nước, mình sẽ mở hai van dưới, bao gồm van tràn và van xả. Đây là nước đường nước để chảy ra, còn đây là nơi để không khí lưu thông vào để cho quá trình nước chảy ra nhanh hơn. Các bạn lưu ý giúp mình, nước làm mát cho máy laser tốt nhất sẽ là nước cốc 2 lần hoặc là nước Aquafina. Tần suất thay nước mát thì từ khoảng 3-4 tuần mình thay một lần. Các bạn lưu ý là dù mình sử dụng máy nhiều hay ít thì vẫn nên thay nước cho máy laser. Chiếc máy này mình đã thay nước mát rồi cho nên mình sẽ không thay nữa. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng máy laser. Trước khi sử dụng, chúng ta cần bật công tắc của máy lên. Công tắc nằm sẽ nằm ở phía bên trái của máy. Sau đó tiến hành nhấn nút khởi động. Đợi màn hình khởi động trong vòng 3 giây. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào màn hình để màn hình chuyển sang giao diện lựa chọn bước sóng. Ở đây chúng ta sẽ có 3 bước sóng gồm 1064, 532 và 755. Thì khi lựa chọn đầu bắn nào thì chúng ta sẽ lựa chọn bước sóng tương ứng. Chẳng hạn, với đầu bắn 1064 thì chúng ta sẽ lựa chọn bước sóng 1064 trên màn hình của máy. Thì ở bước sóng 1064 này các bạn có thể sử dụng để xóa những sắc tố tối màu như là đen, xanh đen hoặc nâu. Tương tự với bước sóng 532 nanomet, chúng ta sẽ lựa chọn đầu bắn 532. Thì với đầu bắn 532 nanomet này các bạn có thể sử dụng để xóa các sắc tố sáng màu như là đỏ, vàng hoặc cam. Đối với bước sóng 755 hiển thị trên màn hình chính là đầu bắn 1320 nanomet. Thì đầu bắn 1320 này chúng ta có thể sử dụng để bắn carbon hoặc tính trị hóa da hoặc là để hạ màu trong mày đậm. Đặc biệt, máy Wacom trang bị cho chúng ta hai đầu bắn có tác dụng giảm đau và hạn chế bạc lông, đó là hai đầu bắn 1064 và 532 nanomet. Và bây giờ mình sẽ lấy đầu bắn 1064 để làm ví dụ cho các bạn xem. Khi muốn chọn bước sóng 1064, chúng ta chỉ cần nhấn vào nút 1064. Ở đây các bạn có thể thấy màn hình hiển thị một vài thông số cơ bản như là bao gồm năng lượng, tần số và spot size. Đầu tiên chúng ta tiến hành điều chỉnh mức năng lượng. Thông thường đối với một ca xóa sâm chân mày thì mức năng lượng sẽ dao động từ 250 cho tới 350. Tuy nhiên đối với những khách hàng mới thì các bạn nên bắt đầu với những mức thấp, tầm khoảng 100 mJ là ok. Sau khi điều chỉnh năng lượng, chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh tần số. Thì tần số này có nghĩa là số tia laser phát ra trong một giây. Đối với những khách hàng mới hoặc là mình mới tập làm quen với máy laser thì chỉ nên bắt đầu với những mức tần số thấp như là 1 đến 2. Khi quen tay thì chúng ta có thể tăng lên khoảng từ 3 tới 4 để quá trình điều trị diễn ra nhanh hơn. Và cuối cùng là spot size. Ở đây mình sẽ điều chỉnh spot size dao động từ 2 cho tới 3. Sau khi đã cài đặt hết các thông số trên màn hình, chúng ta sẽ tiến hành nhấn nút khởi động. Và đây là bàn đạp để kiểm soát số tia laser phát ra. Thì trong quá trình bắn thì chúng ta sẽ tiến hành đạp bàn đạp. Các bạn lưu ý, khi
khi bắn ở mức năng lượng thấp, chúng ta sẽ bắn từ 1 cho tới 2 phát để xem cảm nhận của khách hàng. Sau đó chúng ta mới tăng dần lên tới mức năng lượng phù hợp là từ 250 tới 350. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bắn trực tiếp lên tấm phim để các bạn có thể thấy được độ hiệu quả của máy Quantum Laser. Các bạn lưu ý khoảng cách laser tối ưu nhất là từ khoảng từ 2 tới 3 xăng. Ở khoảng cách đầu bắn laser gần với vùng điều trị, chúng ta có thể thấy tia laser khá to và tròn. Đây cũng là một trong những yếu tố để quyết định mức năng lượng. Tuy nhiên, khi chúng ta dịch khoảng cách xa từ 5 đến 6 xăng, các bạn có thể thấy laser tương đối nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là cái khoảng cách mà mức năng lượng của laser lớn nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thử đầu bắn 1064 nanomet có tác dụng giảm đau và hạn chế bạch long này, coi nó có khác biệt gì so với đầu bắn 1064 bình thường không nhé. Đầu bắn 1064 nanomet có tác dụng giảm đau và hạn chế bạch long thì tiết diện laser ra nó sẽ to hơn so với cái đầu bắn 1064 bình thường. Và bây giờ mình sẽ bắn trực tiếp trên người thật để các bạn có thể nhìn thấy được mức độ hiệu quả của máy laser Quantum. Bạn cách sử dụng máy laser Quantum để bắn trẻ hóa da. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành thoa carbon hoạt tính. Chúng ta sẽ bôi một lớp mỏng carbon lên da của khách hàng. Sau khi lớp carbon hoạt tính đã khô thì mình sẽ tiến hành bắn. Các bạn lưu ý trong quá trình bắn thì chúng ta sẽ cầm ngay vị trí phần đầu tay cầm và tì tay lên cái phần ghế. Các bạn lưu ý khi bắn cho khách hàng thì chúng ta nên điều chỉnh với mức năng lượng thấp để tránh gây đau cho khách. Ở đây mình sẽ điều chỉnh khoảng cách từ đầu bắn laser tới vùng điều trị từ 1 tới 2 xăng. Ở khoảng cách này là mức năng lượng laser tối ưu nhất, đồng thời ở khoảng cách càng gần thì sẽ càng giảm đau cho khách hàng. Hiện tại, máy xóa sâu Quantum Laser đang được phân phối tại Senora với mức giá vô cùng hấp dẫn cùng với nhiều chương trình khuyến mãi. Các bạn có thể nhấp vào đường link bên dưới để sở hữu ngay chiếc máy xóa sâu Quantum Laser nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm sắp tới.